Vì chúng ta là những người con Phật, hay nói chung là phàm là một con người, thì thường thường mỗi khi có một sự kiện gì nó xảy đến và nó đã qua, và chúng ta sắp sửa tiếp nhận một cái mới, thì chúng ta thường hay quán chiếu lại, đặc biệt là đối với một năm mới. Thật ra với cái người mà học Phật á, thì không có năm mới năm cũ gì hết á, tại vì ngày nào nó cũng giống nhau. Chẳng qua là sau khi mình quy định 365 ngày thì chúng ta nói rằng hết một năm. Chứ thật sự ra ngày hôm qua mình cũng bình thường phải không? Cũng ăn, cũng ngủ, ngày ba cử, rồi nói chung là những gì chúng ta sinh hoạt nó đều bình thường hết. Nhưng mà chúng ta phải quy định một chu kỳ để làm gì? Để chúng ta có một cái ước nguyện, cũng như là một cái sự thay đổi, một cái sự phấn khởi, chúng ta bước qua một giai đoạn mới, để chúng ta có cơ hội làm lại những gì đó mà chúng ta cho nó là dở, là cũ, là không hay. Chứ thật sự thì ngày nào nó cũng giống nhau, mùng 1 cũng như là 30, không có ngày nào mà chúng ta không ăn, không ngủ, không thở, không nói, không cười. Nhưng mà nếu mà không có một cái chu kỳ quy định thì mình cảm thấy thời gian nó dài quá. Ví dụ một cái người khổ thì họ khổ triền miên, nhưng mà bước qua năm mới thì nó thôi rồi đó, những gì năm cũ bây giờ bỏ hết rồi đó. Hôm mà cuối năm thì có một cái gia đình ở xa lên thăm, thì anh mới lên anh thăm anh lễ Phật, rồi cái nói thầy ơi, bây giờ thầy có cách nào thầy gõ đầu con, thầy phủi trên đầu con dài cái cho con hết xui cơ thầy. Gọi chuyện gì mà nói? Anh mới nói sao cuối năm rồi mà con xui quá. Lựng khựng hồi cái nói con mới bị phạt. Hỏi bị phạt làm sao? Nói con đi xe mà con lái đúng chỗ chứ, tự nhiên cảnh sát ở đâu ra nó hú còi rồi phạt con. Mà con biết chắc là con không có lỗi, tại vì cái đường này con lái, con biết chắc là đúng, mà không biết họ lấy lý do gì mà họ phạt con. Anh thì lúc đó rồi vừa sợ vừa lúng túng, cho nên họ nói gì lúc đó không nhớ họ nói gì hết. Đưa cái ticket ra mà về suốt những cái thời gian nghỉ lễ buồn rầu lắm, ăn vô ngủ ngon mà không dám nói cho vợ con gì nghe hết. Cái tới hồi lên ngồi nói chuyện hồi cái ảnh mới nói còn bị phạt, cái bà vợ nói hèn gì mà mấy ngày nay ổng buồn rầu ổng không có nói gì hết, con thì con cứ sợ ổng bệnh. Thì Pháp Hòa mới nói thôi thì bây giờ tiền mất, nhưng mà mình nghĩ như là mình xả cái xui cuối năm, nhiều khi ông bà mình thường nói là của đi thay người, thôi thì cứ nghĩ mất của nhưng mà mình bù lại mình khỏe mạnh là được rồi. Cái bà vợ hỏi rồi bị phạt nhiêu? Đâu có nhiêu đâu, có ngàn à. Thì nó có ngàn thôi, ngàn cũng nhiều đó, nhưng mà giờ mình an ủi là nó thôi kệ đi, có ngàn mà mình khỏe mạnh. Bà vợ nói thôi tiền bạc không sao, miễn là anh khỏe mạnh. Hôm nay anh cứ rầu mà con hỏi hoài anh không nói, mà buồn lắm, mỗi ngày con nấu anh ăn dữ lắm mà mấy ngày nay anh ăn con chút à, con cứ lo là anh bệnh, mà thôi bây giờ con biết như vậy là con yên tâm rồi đó. Thì quý vị thấy không, có nhiều khi còn có một chút nữa qua mấy giờ mà cái cũ nó không thoát được. Có nhiều khi quý vị đã từng thấy còn có mấy tiếng đồng hồ nữa mà bước qua một năm mới mà rồi mình cũng không thoát được. Thì ví dụ như Phật tử ở California qua tham dự khóa tu nè, khóa tu mùa đông rồi của người lớn nít vậy đó, rồi hôm nay kéo nhau đi chơi, ngày hôm qua xa hôm kia là sáng mùng 1 từ ở Tây Thiên xong khóa tu ngày 31 về tới đây cái cổ cảm trận xuống tới Calgary. Pháp Hòa nói mấy thầy chạy đi mua cho cổ mấy gói thuốc Neon Citron uống đỡ rồi, sáng nay đi chơi. Đi lên Lake Louise rồi thấy cảnh đẹp quá, rồi nó thôi tôi không xuống đâu. Thì mọi người xuống hồ chụp hình, cổ thấy cổ cũng nôn nóng quá rồi cũng đi xuống chụp. Mới vừa bước xuống cái chụp thiệt, chụp ếch. Không phải chụp hình, chụp ếch té. Té rồi cái thì nghĩ không sao, tới hồi ngồi dậy cổ nói đau quá, gãy tay rồi. Giờ ở trong bệnh viện.
Hồi nãy Pháp Hòa trên đường về thì mấy vị mới báo cho biết là cô đang băng bột ở trong bệnh viện rồi vô nước biển. À, cái cô Phật tử. À, thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy á, để đại chúng thấy rằng mỗi người, rồi ví dụ như bây giờ những cái gì mà nó mình bệnh rề rề, mình có gì đó, cái hết một năm cái mình có một cái tinh thần phấn khởi lên, thôi giờ những cái gì năm cũ qua hết rồi, bỏ qua hết nha. Hoặc là nhiều khi mình giận nhau, mình buồn nhau, rồi cái thì mình tới hồi mình làm hòa với nhau á, mình nói thôi những gì của năm ngoái bỏ hết nha, tôi với chị bây giờ năm nay là chị em mình vui vẻ trở lại. Thật ra Pháp Hòa nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta đều sống trở lại cái bình thường. Nhưng nếu mà không có một cái gì, một cái mốc để cho mình cảm thấy cái sự mới mẻ, thì nó cũng làm cho cuộc sống đi, nó thiếu, làm cho con người buồn khổ. Cho nên nếu mà được thôi bước sang năm mới rồi. Rồi nhiều khi một năm lâu quá, cái mình hết tháng này mới nói thôi bước qua tháng này là làm mới rồi đó nha. Rồi cận kề nữa, thôi hết ngày hôm nay là xong rồi, ngày mai là phải mọi việc phải tỉnh táo trở lại nha. Thì nó là như vậy. Cái cuộc đời nó vô thường. Hồi nãy ngồi trên xe với anh Sang còn khỏe mạnh lắm, giờ về tới nhà có nó cảm rồi, sổ mũi nhức đầu. Nhưng mà giờ lỡ hứa rồi thì phải lên đây. Thưa đại chúng là như vậy. Thì Đức Phật nói một cái bài kinh này á, thì Pháp Hòa nghĩ rằng cũng tốt. Thôi thì cái gì cũng cái duyên thôi. Đó. Mình chuẩn bị học một cái cuốn kinh mới, nhưng mà hôm nay mình không đủ duyên để khai mạc cái quyển kinh đó, thì chúng ta học bài kinh này. Và bài kinh này nó cũng phù hợp là gì? Đức Phật nói về làm sao để chúng ta biết cái gì là nghiệp cũ, cái gì là nghiệp mới, rồi làm sao để chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta chuyển nghiệp. Bài kinh này Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ, với cái đề tài và cái tựa Đức Phật đặt cái bài kinh đó là cũ và mới, nói về nghiệp. Thì thôi cái bài này mình nói chuyện là nghiệp cũ và nghiệp mới. Thì đây là cái bài kinh. Chúng ta đọc một bài đoạn ngắn kinh rồi chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka tại thị trấn Divadaha. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt của các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tức là quán sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhưng mà Đức Phật nói gọn, lấy một căn làm chuẩn trước. Mắt phải quán niệm nó là nghiệp cũ, nó được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quán y như vậy. Các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp cũ. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp mới. Thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Như vậy, này các tỳ kheo, ta đã giảng về nghiệp cũ và nghiệp mới, đã giảng về nghiệp đoạn diệt, đã giảng về con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Một bài kinh rất ngắn nhưng rất nhiều chi tiết. Bây giờ Đức Phật nói như thế này. Bây giờ trước hết mình Phật tử chúng ta hay nói nghiệp. Vậy bây giờ chúng ta hiểu lại một lần nữa, nghiệp là gì? Nghiệp tức là những gì chúng ta lặp đi lặp lại, nó thành một thói quen. Nhưng nếu như mà cái lặp đi lặp lại này tốt thì nó gọi là thiện nghiệp. Nhưng thói quen này nó cứ lặp đi lặp lại ở cái mặt tiêu cực, mặt xấu, thì chúng ta gọi là nghiệp xấu, là ác nghiệp.
Nhưng mà nghiệp này được tạo tác từ đâu? Thường thường ta nói anh này nè tạo nghiệp, chị kia tạo nghiệp. Thế thì nghiệp tạo từ đâu? Nghiệp tạo từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Nếu chúng ta nghĩ tốt thì chúng ta tạo cái ý nghiệp tốt. Nếu chúng ta nghĩ xấu thì chúng ta tạo cái ý nghiệp về xấu. Rồi từ cái ý nghiệp xấu nó dẫn đến cái miệng nói, thì miệng nói xấu gọi là khẩu nghiệp. Hành động xấu gọi là thân nghiệp. Như vậy thì nghiệp không ai tặng cho mình, không ai cho mình, không ai đẩy cho mình, không ai gắn cho mình, không ai mà lén lút cất vô trong vu oan cho mình, mà nghiệp là tự mình. Hằng ngày chúng ta sử dụng thân, miệng, ý, có chánh niệm thì cái nghiệp này nó thiện, mà không có chánh niệm thì nghiệp này nó xấu. Cho nên Đức Phật mới nói ta giảng về nghiệp cũ, về nghiệp mới làm sao để đoạn diệt. Nếu muốn diệt nghiệp thì chúng ta phải sử dụng bát chánh đạo để chúng ta tu và chuyển cái nghiệp đó. Đức cái bài kinh ngắn nhưng mà hay là Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng cái nào là nghiệp cũ, cái nào là nghiệp mới, và như thế nào gọi là đoạn diệt của nghiệp, và làm sao con đường nào đưa đến đoạn diệt cái nghiệp. Thì dịch mình học Phật, mình nghe giảng rất nhiều, thì giờ trước hết mình phải học về chữ nghiệp. Nghiệp ở trong kinh nó giảng rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng bây giờ mình nói gọn, nói trong cái phạm vi cái buổi nói chuyện này thôi. Nghiệp là những hành động, những lời nói, những ý nghĩ. Nếu chúng ta có chánh niệm thì nghiệp này sẽ thành nghiệp tốt. Chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta trở thành nghiệp xấu. Bởi vì chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ mình nói về sáu căn. Thì Đức Phật nói á, nghiệp cũ là gì? Những gì chúng ta đang thọ nè, đây là nghiệp cũ. Thí dụ mình sanh ra trong đời này lùn hay là cao, xấu đẹp, nhưng mà thủy chung lùn cao xấu đẹp chúng ta vẫn có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thí dụ như có người mắt hai mí, một mí, mắt mình bị mờ, mắt mình bị lệch, vân vân. Hay là thân, hay là miệng, tất cả những gì chúng ta đang thọ nhận ở nơi thân thể con người hiện tại đây, cái này là nghiệp cũ, nghiệp của quá khứ, đâu có trốn tránh đâu được, mình thọ nhận rồi. Nhưng mà bây giờ cái này mình không từ bỏ được ạ. Nhưng mà có một cái mình làm được: hãy nhận tất cả những cái nghiệp cũ này và tu tập để chuyển cái nghiệp cũ này tạo ra cái nghiệp mới. Cũng giống như cơ thể mình á, mình đi tắm á, mình kỳ cọ để mình đẩy ra những cái tế bào chết cho nó sạch đi, để trên cơ thể mình nó sanh được những tế bào khác. Mình phải kỳ cọ, mình tắm rửa, mình kỳ cọ để cho người mình nó khỏe mạnh. Cũng như vậy, nghiệp cũ thì chúng ta không có từ chối được, bởi vì mình đã tạo rồi thì bây giờ mình phải thọ cái quả. Nhưng mà ở nơi cái nghiệp cũ này, ngay nơi cái nghiệp cũ này chúng ta chuyển nó được. Cho nên cái chữ tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Tu là mình chuyển đi những cái thói xấu, những cái tật của mình. Ví dụ như mình đó, bây giờ mình thí dụ ha, mình có một cái nghiệp cũ là về cái miệng. Rồi cái miệng của mình đó là cứ từ hồi nhỏ tới lớn, mình cứ lăng xăng, mình nói lung tung, nhưng mà không bao giờ mình suy nghĩ cái lời nói của mình. Và từ nhỏ tới lớn mình bị giận, bị hờn, bị trách móc rất nhiều về cái cách nói chuyện của mình. Nhưng bây giờ một khi mình đã tu rồi thì bắt đầu mình phải thấy ra đời này á, mình bị một cái nghiệp này mà mình không có chuyển nó nữa thì mãi mãi cái chữ luân hồi khổ đau là chỗ này. Người ta vẫn luân hồi nhưng mà ta không có khổ.
Còn chúng ta vẫn luân hồi, nhưng mà chúng ta khổ là bởi vì chúng ta cứ ôm cái nghiệp cũ và chúng ta không bao giờ biết chuyển. Thật sự ra thưa đại chúng, chúng ta biết về nghiệp nhiều lắm, chúng ta biết bệnh của mình nhiều lắm, nhưng có điều là chúng ta có chịu uống thuốc không? Chúng ta có chấp nhận là mình sẽ hết bệnh không? Cho nên Đức Phật nói á, thế nào là nghiệp cũ? Mắt. Bây giờ quán về mắt nè. Thứ nhất cần phải quán là nghiệp cũ. Thí dụ bây giờ con mắt mình là đây, cái nghiệp đời trước đây, bây giờ mình được cái con mắt này. Nhưng mà con mắt này á, của cái quá khứ mình nhận, và được tác thành, được tư niệm. Tác thành là sao? Mình nhìn, mình dùng mắt này, rồi mình nhìn mọi sự vật. Nhưng mà thường khi mình nhìn á, xong mình tư niệm xấu. Thường ít có khi mình nhìn một cái vật gì á, mình phải khởi lúc mình thì bị một cái thói quen là nhìn hay suy nghĩ xấu. Ví dụ mình nhìn ta cái mình nghi ngờ. Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm. Tư niệm là gì? Tức là chúng ta suy nghĩ. Thường khi chúng ta nhìn một cái việc gì rồi chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà mình phải hỏi lại mình, một việc mình nhìn, mình suy nghĩ tích cực nhiều hay mình nghĩ tiêu cực nhiều? Được cảm thọ, đó, mình cảm nhận, mình suy nghĩ rồi mình cảm nhận. Rồi bây giờ mình quán mắt mình vậy, rồi bây giờ mình quán tai. Lỗ tai mình nghe, thường mình có nghe đúng như sự thật không? Hay là mình nghe xong mình cảm nhận nó một cách khó chịu? Mình cảm nhận một cách khó chịu. Cho nên á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mỗi con người chúng ta đều có 6 cái căn này. Và bây giờ chúng ta phải chuyển nó như thế nào? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, đây gọi là nghiệp mới. Mình đâu có thoát được. Và bây giờ thì mình dùng cái miệng này sao? Cứ mỗi một lần mình nói một lời nói không hay, đó là mình tạo cái nghiệp mới. Mỗi một lần mình nhìn ta, mình nói, mình nhìn xong mình cảm nhận rồi mình nói bậy là mình tạo nghiệp mới. Cho nên á, mỗi một người ai cũng mình tu á, là mình phải tự thay đổi. Mình thay đổi cái nghiệp của mình trong cái khả năng hết sức của mình. Mình đâu phải là thánh nhân mà lúc nào mình cũng kèm tâm giữ ý mình được. Nhưng mình tu thì mình phải tự thúc liễm. Thưa đại chúng, trước khi đi ra về, hồi trưa này là Pháp Hòa dự trù cúng xong hết rồi thì Pháp Hòa sẽ rời lúc 3 giờ. Thì anh Sang đến đón. Thì có một cào mục Phật tử tới nói nhỏ, nói thưa thầy, gia đình con có việc mà quan trọng lắm, mà chỉ có thầy giúp được. Và gia đình con muốn ngồi lại với thầy để chúng con nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Thì Pháp Hòa mới nhìn đồng hồ, lúc đó là 3 giờ rưỡi rồi. Và bây giờ nếu mà mình chưa về là lái xe 3 tiếng sao kịp. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ được rồi, chú gọi về, chú hẹn với gia đình đi, 3 giờ rưỡi mình sẽ có mặt rồi, mình nói trong vòng nửa tiếng kịp không? Chú nói dạ chắc được. Khi mà tới nơi rồi ngồi xuống thì Pháp Hòa nghe hai bên nói không thôi, không có nói được câu nào hết. 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà Pháp Hòa biết việc còn nhiều lắm, bây giờ mình nói không xong đâu. Thì Pháp Hòa nói thôi nãy giờ quý vị nói, nãy giờ hai bên nói Hòa nghe, Pháp Hòa cũng nhận được một ít sự việc rồi. Cái việc này một buổi nói không rồi đâu. Pháp Hòa hẹn, Pháp Hòa sẽ sắp xếp một cái thời gian gần nhất, Pháp Hòa xuống một ngày để mà nói chuyện với gia đình. Thì ra tới cửa, thì một vị trong gia đình mới nói, con còn nhiều điều uất ức lắm, con nói chưa hết. Đấy. Con chưa nói được nhiều gì hết đây, không sao chú yên tâm, giờ Hòa biết là Hòa sẽ trở xuống.
Thì quý vị biết là mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta cứ sống với cái nghiệp cũ của mình, và chúng ta chưa đủ cái thiện chí để chúng ta làm sao chuyển cái nghiệp mới. Mình từ nhỏ tới lớn mình được cưng chiều, cho nên mình sống theo cái kiểu gì ra lệnh nó quen rồi. Cho nên khi mình có gia đình, mình có chồng, có vợ, mình cũng muốn có cái quyền uy đó. Hay thậm chí mình ở nhà mình được chiều lâu rồi, mình vô một cái cộng đồng, mình cũng muốn mình là cái người chủ chốt. Rồi mình ra lệnh mà mình quên rằng những người người ta tới đây, người ta đâu phải làm công. Người ta tới đây là người ta phát tâm, người ta đóng góp, làm việc thiện nguyện. Cho nên mình muốn làm một cái gì, mình nói cái gì, mình phải biết mình đang ở vị trí nào, đang ở hoàn cảnh nào. Thí dụ mình làm chủ, mình làm chủ mà nếu như mình thiếu đi cái, mình được cái nghiệp, một cái nghiệp là làm chủ, nhưng mà nếu mắt tai mũi được phước làm chủ, nhưng mà cái nghiệp cũ về mắt tai mũi miệng mình vẫn tiếp tục tạo nghiệp nữa. Được phước làm chủ là một việc, nhưng mà cái người chủ đó vẫn bị cái nghiệp là cái khẩu hay cái ý hay cái thân, vân vân. Rồi mình ví dụ như một người mẹ muốn rầy con cũng phải lựa giờ rầy nó, chứ đâu phải là không lựa đâu. Chẳng hạn như ngày hôm qua là mùng 1, phải không? Mùng 1 Tết. Thì có một vài việc Pháp Hòa muốn nói mà Hòa suy nghĩ thôi. Hôm nay đầu năm, đầu tháng. Thật sự thưa đại chúng á, mỗi khi Pháp Hòa muốn nói ai cái gì á, Pháp Hòa suy nghĩ lắm. Pháp Hòa suy nghĩ là mình nên nói lúc này không? Thậm chí là dù cho là đệ tử của mình có quyền rầy bất cứ lúc nào, nhưng như vậy cũng không đúng. Mình rầy người đó, nhưng mà mình phải tôn trọng người đó vẫn là một con người, dù người đó cái chức vị nhỏ hơn mình. Mình làm thầy như làm cha, mình có quyền đó, nhưng không. Những cái điều sai Hòa thấy, Hòa nói rằng cái này không có gì quan trọng, mình có thể chỉnh lại liền, nhưng mà thôi. Mình nói nhiều khi người ta không cảm nhận được cái ý tốt mà người ta nghĩ mình rầy, thôi để lúc khác. Một cái việc nhỏ ngày hôm qua thôi, rất là đơn giản thôi, không có gì quan trọng. Chẳng hạn như chuyện thắp nhang, thắp đèn, hay là chuyện chuông, chuyện mỏ, mấy cái chuyện lặt vặt để mình chỉ dẫn trở lại thôi. Nhưng Pháp Hòa nghĩ thôi, hôm nay là ngày mùng 1, mình để cho nó một cái ngày nó trọn vẹn, mọi người không có một cái ý nghĩ gì là mình bị rầy, bị la hết. Rồi giờ không phải là Tết, nhưng mà giờ nhà đông khách quá, cũng phải nói thôi, đông khách quá nín một cái đi. Thật sự quý vị Pháp Hòa nói vậy, quý vị có thấy là trong cuộc sống của mình nó là như vậy thôi. Ai cũng có cái bức xúc của mình, nhưng mà mình phải biết, nếu mà mình nói tôi là vậy đó, mít lòng thì chịu, không thích thì tôi nói thẳng, đó là mình sống với nghiệp cũ. Đó là mình sống với cái nghiệp cũ. Nhưng mà cái nghiệp cũ đó mà cứ sống như vậy hoài thì mình trở thành ra luống uổng một đời người. Phật, cái lời Phật dạy là cho ai? Cho con người. Chứ Phật đâu có nói cái chuyện trên trời với mây với biển. Mà chính là Phật cho chúng ta biết rằng thân người khó được. Phật cho chúng ta biết thân người khó được. Phật pháp khó nghe. Thật sự ra thân người khó được mà nay mình được. Nhưng mà tại sao Phật phải nói câu đó với mình? Tại sao Phật phải nói với mình là thân người khó được? Để chúng ta ý thức rằng kiếp người rất là quý. Chính nó quý cho nên đừng luống uổng. Đừng luống uổng. Bởi vì nó luống uổng qua rồi thì quá tiếc. Mà thưa đại chúng á, bây giờ quý vị có đọc sách, quý vị đọc báo, quý vị đã từng tiếp xúc bao nhiêu những hoàn cảnh trong những cái duyên mà mình được nghe, được thấy, thì có những người nó luống uổng vô cùng. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần tụng giới trong chùa, đặc biệt là tụng giới với các vị xuất gia,
Thì tụng xong một cái phần đó rồi là Pháp Hòa luôn ngồi lại trong cái tình thầy trò huynh đệ. Pháp Hòa nhắc quý vị vừa đọc xong một cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách đó, quý vị vừa đọc xong cái văn gọi là Phát Bồ Đề Tâm đó, hay là quý vị vừa tụng xong cái cuốn, cái bài kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân đó, mà những lời đó là gì? Là tấm gương soi. Cho nên á, ai trong chúng ta cũng đều có nghiệp cũ hết á, không có người nào không có. Tại vì nếu không có mình đâu có ở đây. Chúng ta có mặt ở đây là do nghiệp đẩy. Thường thường ta nói á, nghiệp á, nó có cái nghiệp lực. Quý vị có nghe chữ nghiệp lực phải không? Nghiệp lực là gì? Là cái sức mạnh của cái nghiệp đó đó. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa có cái miệng hay mắng người ta, thì gặp cái chuyện bất bình là cái lực của cái nghiệp miệng nó lôi liền, thấy là nói liền, mà không cần nể mặt ai hết, không cần phải biết giờ phút đó là lúc nào hết. Đó là nghiệp lực của cái miệng. Cho nên nghiệp nó có cái nghiệp lực. Rồi thí dụ bây giờ mình có một cái nghiệp lực, mình có một cái nghiệp là mình ghiền cờ bạc, cho nên bất cứ chuyện gì nó cũng lôi mình vô cái chuyện đỏ đen được hết á. Thí dụ như người ta mới nói trời đêm hôm á, tôi nằm trên bao tôi thấy tôi trúng trúng số, cái là bắt đầu mình bàn tới liền, nó lôi mình tới liền. Rồi mỗi người, rồi mình hay là mình có cái nghiệp bà, nghiệp bà tám, mình nghe ở đâu đó chuyện gì sao chuyện gì vậy, nó nói tôi mới lóng thoáng tôi nghe, nó lôi mình. Cho nên mỗi người mình ai cũng có cái nghiệp và có cái nghiệp lực của nó. Vậy thì mình tu á, mình tu để mình làm gì? Mình học Phật để mình làm gì? Để mình có được cái tuệ giác mà Đức Phật gọi trong Bát Chánh Đạo là chánh niệm. Đức Phật dạy nó con đường để diệt nghiệp đó là gì? Đó là Bát Chánh Đạo. Đó là một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Ba là chánh ngữ. 4 là chánh nghiệp, 5 là chánh mạng, 6 là chánh tinh tấn, 7 là chánh niệm, 8 là chánh định. Cho nên con đường dứt khổ cũng là Bát Chánh Đạo. Mà con đường làm sao cho mình dứt đi hay là giảm đi những cái nghiệp xấu, đó là Bát Chánh Đạo. Tại vì á, mình muốn nói phải có chánh ngữ. Mà bây giờ muốn có chánh ngữ thì phải có chánh niệm. Có chánh niệm suy nghĩ về lời nói của mình mới có chánh ngữ được. Đây, tôi thấy ai mà làm sai là tôi dạt liền, tôi ấy liền, đó là siêng năng nhưng mà không có chánh tinh tấn. Mình có chánh niệm là mình sẽ siêng năng, nhưng mà lúc nào nói. Quý vị biết không, mấy chú nhỏ đó, nhiều khi mấy chú làm sai đó, trước khi Pháp Hòa muốn la đó, Pháp Hòa dò trước nha. Con học bài xong chưa? Nên giờ con học xong rồi, Pháp Hòa mới nói. Tại sao Pháp Hòa suy nghĩ vậy? Nó đang học bài. Mà nếu mình rầy á, nhiều khi cái đứa nhỏ nó không có đủ cái sức, nó tiếp nhận đây là một cái lời nhắc nhở của thầy, mà nó nghĩ là thầy la mình. Mà khi nó nghĩ như vậy rồi, cái nó stress, nó học bài không được. Cho nên muốn rầy mấy chú, Pháp Hòa hỏi con học bài xong chưa? Thậm chí muốn nói cái gì nhìn xuống, ăn xong chưa? Tại ông bà mình nói làm sao? Trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời trước khi ông đánh mình, ông cũng tránh cái bữa ăn, nghĩa là ông tôn trọng cái bữa ăn đến mức như vậy đó. Còn mình là chẳng nể nang kiên cử gì hết, giờ ăn cũng bụp. Giờ bởi khá là cái gì mà trái tai gai mắt là mình bụp liền, mà mình với cái ý nghĩ là mình là như vậy là chánh trực. Không phải. Mình biết rằng nếu căn cứ trên bài kinh này, đó là dở. Vì mình bị cái nghiệp cũ nó kéo lôi, bất cứ lúc nào mình không hề tự chủ được. Dù cái lời nói của mình đó, mình rầy rất đúng, nhưng nếu mình tự chủ được ngay lúc đó thì tức là mình gì? Mình chuyển cái nghiệp. Mình nói không đúng lúc, mình nói không đúng thời, mình nói không đúng việc, đúng người, thì đều là sai hết. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình phải có một cái suy nghĩ, nhớ nghĩ chân chánh.
Thí dụ như mình ăn cơm, mình nhớ đến cái ơn của đàn đa tính thí, đó là chánh niệm đó. Nhớ nghĩ chân chánh thì trong cái nhớ nghĩ chân chánh là nhớ ơn gì? Nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn đàn đa tính thí. Cho nên đó, mình mở đuốc ra mình xài phí, cái mình nhớ lại liền, phí nước cụp xuống. Mình vừa định phung phí một cái gì mình nhớ lại liền, thời buổi này kinh tế khó khăn. Hôm qua gặp mấy Phật tử gần đây hỏi thăm, đó, anh có khỏe không, chú có công việc làm tốt không? Dạ thưa thầy, bây giờ thì đang đi làm đây mà không biết là sẽ thất nghiệp ngày nào đây. Thì quý vị thấy rằng trong hơn một năm nay là tỉnh Alberta mình là teo tua, và cái tình trạng này nó sẽ còn kéo dài nữa. Cho nên trong cái ngày họp chúng sắp tới đây đó, họp chúng trong chùa sắp tới, thì Pháp Hòa cũng nhắc cho đại chúng biết rằng kinh tế đang rất khó khăn. Mà chính kinh tế khó khăn như vậy, tất cả mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải biết tiết kiệm, phải biết tiết chế lại cái chi dùng của mình. Chúng ta học Phật là để chúng ta có được một cái trí tuệ sống uyển chuyển tùy lúc tùy thời, để cho chúng ta thấy, thí dụ như mình nói về vô thường đó, thấy không, mới vừa kinh tế đang lên đó thì kinh tế lại xuống đó. Tuần rồi có gặp một anh mà cho mượn tiền mortgage, mượn về nhà cửa đó. Anh mới nói là những kỹ sư mà về dầu hỏa đó, mua nhà bạc triệu rồi mortgage mà bây giờ bỏ nhà hết, tại vì không có job, không có việc làm thì không có tiền để trả, thì phải buông cái nhà đó thôi. Vậy thì mình nói chữ vô thường á, đâu có nghĩa là để cho con người mình bi lụy, nhưng mà để chúng ta không lầm về sự đời, để chúng ta không lầm sự đời. Mà chính chúng ta không lầm như vậy, chúng ta sống bất cứ hoàn cảnh nào và thời đại nào, chúng ta cũng có thể gọi là chúng ta bơi lội được như một con cá. Có nước nhiều nó sống tung tăng theo nước nhiều, nước ít thì nó sống ngôi ngốt theo nước ít đó. Cho nên đó, bước qua một năm cũ đã qua rồi, chúng ta đang bước vào một năm mới. Thì cái năm mới này chúng ta sống sao? Ý thức rõ năm mới này tuy nó có nhiều cái thay đổi mới, nhưng cái có thể thay đổi tệ hơn cũng có. Chứ không phải là, nhưng mà mình nói vậy là không phải để rồi nó nghi nghịch lại với cái ý là thôi cái gì cũ bỏ qua bước qua. Đúng rồi, mình chuẩn bị bước vào một năm mới, nhưng mà rất chánh niệm. Chánh niệm là bây giờ chúng ta không thể phung phí như là mấy năm trước được, tại hiện tại kinh tế đang khó khăn, việc làm của mình rất bấp bênh, và thậm chí chúng ta thấy rằng sức khỏe của mình năm nay nó khác hẳn so với năm ngoái. Rồi bây giờ thí dụ như là quý bác ở đây là 70-80 tuổi mà được như vậy thì là quá chừng là hạnh phúc rồi. So với một cái thân thể mới có 40 mấy mà nó cứ đau bệnh rề rề. Hồi nãy ở trên xe với anh Sang là còn tỉnh bơ, tự nhiên bước xuống xe vô tới phòng rồi là người nó khó chịu. Mà tới bây giờ ngồi đây là quý vị thấy nó đã thay đổi như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh này, những lúc mà tối Pháp Hòa đọc những cái bài kinh như vậy đó, Pháp Hòa thấy cái đoạn nào hay Pháp Hòa hay để dành lại để chia sẻ với đại chúng, tại vì đại chúng có thời giờ để mò mẫm ở trong kinh điển. Mà Pháp Hòa thấy nếu mà không nói thì nó uổng, nói cho đại chúng nghe để cùng học cùng chia sẻ. Cho nên Pháp Hòa đọc một cái đoạn trong cái Bồ Tát á, học cái giới Bồ Tát á, thì mới nói là Đức Phật nói cho chúng ta nghe như vậy, thân người khó được. Để tại sao? Bởi vì chúng ta phải thấy nó là quý, chính quý hiếm, cho nên đừng có phí, đừng có phí. Rồi bây giờ mình nhìn là mình đã phí bao nhiêu năm, và còn chờ đợi gì nữa mà không tận dụng nó, không dụng nó một cách hết lòng. Giờ đây Đức Phật nói
Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay ý, này các tỳ kheo, đây là nghiệp mới. Mình có cái tai, mà bây giờ nếu cái tai này mình vẫn tiếp tục mình dụng nó để tạo những cái nghiệp xấu, nghe ngóng những chuyện thị phi, nói năng những chuyện thị phi, bàn luận những chuyện thị phi, tiếp xúc những chuyện thị phi, đó là chúng ta tiếp tục tạo nghiệp cũ, tạo nghiệp mới. Bây giờ thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt của thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Cái chữ đoạn là cắt bỏ, chữ diệt là dứt sạch. Thì cái chữ cắt bỏ này không nghĩa là chúng ta phải thẻo tai, thẻo mũi mình làm gì, nhưng mà đừng tiếp tục lập cái đó nữa. Cho nên ở trong cái bài văn sám hối, thấy không? Sám hối là gì? Sám hối nghĩa là chúng ta nhận ra những cái xấu cũ, phát tâm làm những cái mới. Thế nào là con đường đưa đến dọn diệt của nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh gì, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 5 rồi, chánh tinh tấn là 6, chánh niệm là 7, chánh định là 8. Chánh định là gì? Là sự định tĩnh chân chánh. Chánh niệm á là chúng ta nhớ nghĩ chân chánh. Bây giờ muốn tạp, muốn trừ đi cái nhớ nghĩ tà bậy thì Phật dạy mình niệm gì? Niệm Phật. Trên niệm Phật á, là một trong vô số những cái pháp môn tu chánh niệm. Rồi có những người ta không niệm Phật chứ mà ta niệm pháp, ta đọc kinh để giúp cho người ta tọa đoạn trừ những cái tạp niệm. Có những người ta lái xe, ta mở băng tụng, rồi ta tụng theo. Thay vì người ta nghe nhạc, ta hát theo vui, nhưng mà nó không có lợi, nó không có sao. Giờ người ta chuyển cách khác, ta mở băng kinh, ta đọc theo kinh, ta đọc theo kinh. Tại trong khi mà người ta lái xe, nhưng mà người ta không có để cho tâm ý nó lo lắng suy nghĩ gì hết, ta đọc kinh. Thật ra đó, mình hát nghiêu ngao cũng không có gì tội. Thì khi mà chúng ta nghiêu ngao một lời kinh, tạm nói là vậy, chứ thực ra chúng ta đọc kinh, tụng kinh mà, có gì đâu là tội. Cho nên đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Pháp là nhớ lời kinh, niệm Tăng là mình nhớ tới Tăng là gì. Mình nhiều khi mình nhìn, mình nhớ nghĩ những hình ảnh của các vị tôn đức, biểu tượng mà mình kính trọng, mình thấy được những cái hạnh tu của cái vị đó, mình học theo. Cho nên là chúng từ hồi nhỏ tới lớn, Pháp Hòa thích đọc lịch sử của các vị tổ lắm. Pháp Hòa thích lắm. Tại vì sao? Tại vì khi mà đọc những cái công hạnh của các vị tổ, cái tự nhiên nó phấn chấn mình, nó khuyến khích mình thêm, nó ráng học theo vị tổ này nè. Tới bây giờ cũng vậy, mà hãy mà đọc báo, đọc sách mà thấy sự tích của tổ nào, sự nghiệp tu hành của tổ nào là hay đọc lắm. Đọc để mình học theo những cái hạnh của chư vị, mình thấy được cái hạnh tu của quý ngài. Cho nên á, năm nay mình hết một năm rồi, mình bước qua một năm mới. Thì năm mới là mình luôn luôn mình nói với mình, năm mới này mình sẽ làm cái gì đó cho nó hay. Thì bây giờ mà mỗi bản thân mình cũng vậy, mình quán chiếu mình thấy tất cả chúng ta ai cũng đang mang một cái nghiệp cũ. Ví dụ ha, bây giờ từ nhỏ tới lớn mình sanh ra mình bệnh là nghiệp cũ chứ gì. Từ nhỏ tới lớn mình bệnh, nhưng mà đừng, mình phải nhớ rằng đây chỉ là cái thân bệnh. Nhưng mà đừng để, tại sao mình bệnh biết không? Có thể đời trước á, mình cho thuốc người ta mà bằng cái tâm xấu, mình cho người ta uống thuốc để người ta bệnh tật, hay mình hại người ta thế này thế kia, hay mình sát sanh cho nên đời này mình bệnh. Cho nên giờ đời này á, đừng có khó khăn trong khi mình bệnh. Hôm rồi có một cô đến dự khóa tu xong, cô mới gặp, cô mới nói xin thầy cho con một lời khuyên, thế nào để con có thể con giúp mẹ con, bây giờ mẹ con đang bệnh.
Thì Pháp Hòa mới nói rằng bà bị bệnh mắt. Thì Pháp Hòa chia sẻ như thế này. Pháp Hòa mới nói nếu mà cô về cô nói chuyện được với bà, thì cô mới nói cho bà hiểu rằng trong con người chúng ta ai cũng đang có những bộ phận đang bị hư hết. Có người không có hư mắt nhưng mà hư tim, hư thận, hư gan, hư ruột, hư bao tử. Bây giờ nghiệm lại coi có người nào mà không có một chút chút gì ở trong cơ thể mà nó đã không đi tới cái trình, cái vấn đề hoại diệt. Cái đó mình không có tự chủ được, mình không có làm chủ được cái thân, nhưng mình làm chủ được cái tâm. Là mình biết rằng có thân là sẽ có bệnh. Và mỗi một năm nó đi đến cái chỗ già yếu, bệnh tật. Mà cái này Pháp Hòa nói tới nó luôn vậy. Phật dạy mình vậy để chi? Để mình phải vững cái tâm của mình. Tôi biết càng ngày anh càng bệnh hơn, cho nên tôi sẽ không lãng phí những ngày tháng tôi còn lại. Tôi ráng tôi làm những gì lợi ích hơn nữa. Cho nên cái tâm mình làm chủ được, cái thân mình làm chủ được. Mình bệnh mà quý vị thấy không, mình mua chiếc xe mới cỡ nào cũng có ngày tới bắt đầu nó hư nó cũ. Cái nhà mình xây mới toanh nhưng mà qua 1 năm 2 năm bắt đầu cũng có chỗ nó hư. Và thậm chí bây giờ những cái máy móc người ta làm đó, người ta làm đó, đều có guarantee có 5 năm à. Và nhiều khi mình, nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ Pháp Hòa đấy, nhưng mà nhiều khi suy nghĩ lại cái máy móc mình mua ở ngoài chợ đem về nó hơn mình đó. Tại sao biết không? Nó có giấy bảo quản. Ví dụ mua cái quạt máy nó nói 5 year guarantee, cái này 10 năm guarantee, mà cái thân mình không có bảo quản, không có cái giấy bảo quản. Nó muốn hư lúc nào nó hư, và nó muốn tắt lúc nào nó tắt. Cho nên cái máy nhiều khi nó hơn mình. Cái máy nó có cái giấy bảo quản, chứ bản thân mình không có cái giấy bảo quản. Mà nếu có giấy bảo gì biết không? Bảo hiểm. Dù có tiền cũng có bảo hiểm nha, không có tiền là cũng có chẳng có bảo hiểm. Như vậy thì mình nhiều khi có tiền mua có bảo hiểm, nhưng mình đâu có mua được cái bảo đảm. Bảo đảm nhận được bảo hiểm không? Không có. Vì vậy cho nên á, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng nó đơn giản thôi, tóm ý là tất cả những gì chúng ta đang có, như là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, hay là thậm chí thân mình cao, lùn, mập, ốm, xấu, đẹp gì vân vân, đều là nghiệp cũ hết. Nhưng chúng ta đừng để những cái nghiệp cũ đó, mình dũng nó để mình tạo thêm cái nghiệp mới thì không nên. Bây giờ mình có cái miệng, phải đừng để cho cái nghiệp cũ nó kéo lôi nữa, bắt đầu phải chuyển nó thành cái nghiệp mới. Rồi cái nghiệp mới là như thế nào? Trước khi mình nói cái gì, mình suy nghĩ cho kỹ, có chánh niệm về lời nói của mình. Một khi chánh niệm mà có, nhất định sẽ có chánh ngữ. Mà chánh ngữ mà nó có nói rồi, lâu ngày nó thành ra cái thói quen như vậy, gọi là chánh nghiệp. Hồi xưa là mình tà nghiệp, tức là mình sống theo cái bản năng bình thường của mình. Cho nên ví dụ như giờ người ta đối xử xấu như vậy, không nhất thiết mình phải đối xử xấu lại. Tại vì như vậy nó chẳng qua nó chỉ tạo thêm cái nghiệp thôi, không có lợi ích gì hết. Nhưng mà có những lúc, có một lúc nào đó chúng ta có những người, người ta cần phải làm như vậy để làm gì? Để cho người kia có cơ hội nhìn lại. Cái đó là đạo Phật, Đức Phật gọi là gì? Đối cơ. Có những người mình từ bi, nhưng mà lâu lâu đó, mình phải có một cái thái độ gì đó cho người ta hiểu rằng cái việc làm người ta nó chưa có chuẩn, nó chưa có đúng. Cho nên một người mẹ mà đánh một đứa con, nhiều khi vì lòng từ bi mà đánh, chứ không có phải vì ghét mà đánh, để cho nó ý thức cái việc làm của nó. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh này thì chúng ta học được rằng nghiệp cũ và nghiệp mới, và làm sao chúng ta chuyển. Đời này á, mình thiếu thông minh, học hoài không nhớ.
Nhưng mình nếu rằng tôi thiếu thông minh lắm cho nên tôi không thèm học gì hết, thì rõ ràng mình tùy thuận, mình sống theo cái nghiệp đó. Bây giờ mình biết mình thiếu thông minh thì mình phải có một cái cách là mình làm sao tăng trưởng cái đó, là siêng năng chút, siêng năng chút. Đừng có để cho cái ý niệm là mình thiếu thông minh, học gì cũng không nhớ, rồi nó cứ cuốn trôi đời mình mãi mãi, một chữ cũng không lọt. Thì chính mình biết mình thiếu thông minh cho nên mình phải ráng học. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học thì đi trong mờ mờ như đi trong tối. Hôm rồi trong khóa tu có một em thanh niên, nó nói với Pháp Hòa là nhiều khi con suy nghĩ tới cái tương lai, cái cuộc đời con là con bắt đầu con bấn loạn lên hết. Thì Pháp Hòa mới nói với em á, em có bao giờ em lái xe ban đêm chưa? Nó nói dạ có. Em có thấy hết tất cả những gì xung quanh không? Dạ không. Thì bây giờ em thấy được cái con đường mà để em lái tới đâu hay tới đó là nhờ cái gì? Nhờ cái đèn xe thôi. Mình đâu có thấy hết, nhưng mà cái đèn nó soi rõ được nhiêu á thì mình lái đi từ 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 vậy. Rồi lâu mình bật cái đèn pha lên để cho nó soi rõ một chút nữa. Nhưng mà hễ mình thấy cái xe ngược chiều với mình mà nó đang đi tới thì mình làm gì? Tắt cái đèn pha đi. Mình bật cái đèn pha để cho mình thấy đường mình đi. Nhưng nếu như mình thấy ở đằng kia có cái ánh đèn, người ta đang đi ngược đường là biết có chiếc xe đang đi tới, đừng có mở đèn pha. Mình sẽ làm chóa mắt cái người bên kia, có thể dễ gây tai nạn. Cũng như thế, cuộc sống của mình đó cũng giống như là những người lái xe ban đêm vậy đó. Thôi thì bây giờ cái đèn nó rọi được, tới đó mình đi lần theo nó. Rồi lâu lâu đó, bật cái đèn pha lên thấy rõ ràng chút, nhưng mà nhớ có mình nhưng mà cũng có người. Có nghĩa là mình sáng cho mình, đó là mình được cái phần lợi cho mình, nhưng mình phải nhớ là phải phần lợi cho người khác nữa. Như vậy mới là cái người học Phật tu Phật. Người học Phật tu Phật là không phải lúc nào mình làm việc gì, mình nói cái gì được phần mình mà quên hết mọi người khác là không nên. Cái người học Phật là muốn làm cái gì, muốn nói cái gì thỏa mãn cho mình, nhưng mình có biết rằng cái cảm giác của người kia làm sao không? Hồi nãy quý vị gọi phone nói cho biết là cô Phật tử bị vậy đó, rồi cổ ngại quá, cổ nói chưa gì hết, cổ té, cổ gãy tay, làm cho đại chúng không ai được đi chơi hết. Pháp Hòa nói đưa cái phone cho Hòa nói chuyện với cổ. Cô yên tâm, này là chuyện xui rủi ngay muộn, đừng có ngại gì hết đó, đại chúng hoan hỷ. Có nhiều khi có người mình sống mình làm cái gì phiền người ta mình ngại lắm, nhưng nếu có một lời an ủi thì tự nhiên mình thấy mình nhẹ ra, mình được sự cảm thông. Thưa đại chúng, cuộc sống là nó chỉ có vậy thôi, không có gì đặc biệt. Mình sống mình cứ cảm thông cho mọi người, mình cứ đặt mình ở cái vị trí người đó, mình sẽ hiểu. Cho nhiều khi mình thấy một cái người là họ giận tức quá, mình trách vợ thôi. Nếu mình ở trong cái vị trí đó chắc mình cũng giống như vậy. Và đôi khi chính bản thân mình cũng không có tự chủ được. Nhưng mà rồi bản thân cái người đó cũng phải tự quán chiếu. Không phải mình thấy người ta chiều mình, ta nhịn mình, ta đính mình là mình được nước mình làm tới. Mình phải biết điểm dừng. Và biết cái điểm dừng thì người ta sẽ thông cảm cho mình, người ta bỏ qua. Nhưng mình đến lúc nào mình làm quá thì người ta sẽ có cái thái độ đối với mình, là chừng đó cái mình trách người ta là sao? Hổn. Hay là có những thái độ gì là không đúng, thí dụ vậy. Tại mình sống mình thiếu cái sự biết mình, biết người. Cho nên đó, chánh báo, y báo nó soi rọi cho nhau. Cái người kia là cái y báo của mình, mình là cái chánh báo của người đó. Tự mình phải thấy được điều đó. Thôi thì có mấy lời chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh Nghiệp Cũ và Nghiệp Mới. Mong rằng tất cả chúng ta bước sang năm mới này, chúng ta thêm một tài liệu để tư duy, để quán chiếu, để thiền quán về chữ quán là gì? Biết nhìn, nhìn gần, nhìn xa, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn mình, nhìn người. Chữ quán là vậy đó.
Có nhiều vị nói ồ quán là quán sao? Quán không có phải là mình lấy cái ống dòm mình dòm ở đâu đặc biệt đó. Nhưng mà ví dụ như mình đi ăn cơm, Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ cái bài học vừa rồi đó. Bây giờ mấy thầy chỉ cho cái mấy đứa cái cách nè. Mình đi sắp hàng mình lấy cơm, thấy món đó ngon lắm, mình lấy rất là nhiều, nhưng mà mình quên rằng phía sau mình còn rất nhiều người, người ta đang đứng sắp hàng. Sao mình không lấy thử một cái thôi, mình ăn một cái thôi, rồi nếu mình thấy ngon mình trở lại, hoặc là nếu mà còn dư mình trở lại. Sống như vậy thôi, chỉ cần mấy đứa sống mà được như vậy. Đó là gì? Đó là cái tu tập của mình. Đạo Phật á, không phải là một tôn giáo mình cứ tin tưởng mình lại lục, nhưng mà đạo Phật là một cách sống, như là mình đi sắp hàng mình lấy cơm vậy. Trước mặt mình là thức ăn rất ngon, trong tay mình đang cầm một cây gấc và mình được quyền chọn tất cả những món ăn của mình. Nhưng hãy nhớ phía sau mình còn nhiều người lắm, cho nên mình nói một lời gì ra đầy uy quyền của mình, nhưng mà có cần thiết không? Có cần thiết để sử dụng cái đó không? Cho nên ông vua đó, có nhiều lúc ông sử dụng cái quyền của một ông vua, nhưng mà có những lúc đó, ông phải cải trang làm thường dân để ông trà trộn trong người dân, để ông thấu hiểu được cái cách sống của người dân. Ông về ông làm vua tốt hơn, làm vua tốt hơn. Cho nên mình đã ăn sung mặc sướng, người có những bữa mình ăn bình thường, một nắm con vắt chấm muối vừng, thử cái cảm giác nó sao. Mong đại chúng an vui, và chúng ta lấy cái bài kinh này làm một cái mở cho năm mới này. Hãy bất cứ một lúc nào chúng ta muốn bộc phát một cái gì, nhắc lại mình coi chừng mình đang tạo thêm nghiệp mới. Mình nghèo đó là nghiệp cũ, nhưng đừng ganh tị thì mới gọi là chuyển nghiệp. Đáng nghèo mà còn ganh, như đáng nghèo là đời trước á, mình thiếu bố thí, thiếu làm lành nên đời này nghèo. Bây giờ muốn dứt cái nghiệp nghèo đó, đừng ganh tị với ai. Người ta giàu mình hãy tùy hỷ, thì nhờ công đức tùy hỷ đó đời sau mình khá khang, chuẩn bị cái tâm mình nó mở ra. Thật sự ra nghèo là gì? Khi mình không thấy đủ là nghèo thôi à, chứ mình không có nghèo. Mình không thấy mình đủ là mình mãi mãi mình nghèo. Còn nếu mình thấy mình đủ là mình ok. Mình không có bằng ai, nhưng mà thật sự mình đâu có thiếu thốn. Cho nên cái chữ tham á, thưa đại chúng, là đại chúng đừng có nghĩ là muốn cái gì cũng gọi là tham. Không phải. Con người mình ai cũng có cái muốn, nhưng mà muốn đúng cái nhu cầu mình cần thì không gọi là tham. Còn muốn mà nó hơn cái mình cần mới gọi là tham. Ví dụ như mình ăn cái bánh cái no rồi mà thấy ngon quá, chộp thêm hai cái bỏ túi mà không có khe, không có cần biết là ai được ăn không, biết một lát mình có ăn mà thiệt một lát dừng. Cho nên là thỉnh thoảng trong mấy cái buổi lễ mình đi gom hoài mấy vụ đó vậy, cứ nghĩ là sợ đói cho nên lát lấy, mà lấy là không bao giờ nhớ ăn. Nói vậy đúng không? Nó cứ thật ra không có tội, thế mà nói vậy không có tội gì hết, nhưng mà để cho chúng ta có thêm một cái chút, để chúng ta một cái đề mục chúng ta quán thế nào là tham. Phật dạy rõ ràng không phải muốn là tham, nhưng mà muốn cái mình cần thôi. Thí dụ mình bệnh mình cần uống thuốc, đâu có tham uống thuốc để mà hết bệnh mà. Thì đây còn uống thuốc là ham sống, còn ham sống phải tu Phật. Ủa, ai không ham sống mà ai không sợ chết? Nhưng mà có người ta ham sống, tôi có làm gì? Cho nên ham sống không có tội, mà thậm chí sợ chết cũng không có tội. Nhưng mà mình ham sống thì mình làm gì? Nhưng mà sợ chết cũng có thoát chết đâu. Thì thế thì sẽ có ngày chết, nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào. Còn chúng ta tham mà cái gì mà nó hơn cái mà nhu cầu của mình, và thậm chí khả năng mình không có, mình cũng ráng mình kiếm cái đó, thì nó hơi nguy hiểm. Vậy thôi. Cho nên tu Phật là vậy.
Tu Phật là mình học một cái nghệ thuật, một cái cách sống cho đẹp, sống mà lợi cho mình, mà nhớ phải có lợi cho người nữa thì mới gọi là người Phật tử. Hay nói cách khác hơn là chúng ta là một con người sống ở đời, chúng ta biết mình, biết người thì cái đời sống mình nó trọn vẹn, nó không có luống uổng. Thí dụ như giờ hôm nay đó, 6-7 người lớn ở cái Mỹ đi qua muốn đi chơi, nhưng mà đụng cái trong cái nhóm của mình có một người xảy ra tai nạn thì cả nhóm hy sinh lo cho vị đó, không có gì phí hết. Đúng không? Mình giúp một người mà người ta được lành bệnh, người ta qua cái cơn nguy hiểm mà hoan hỷ thì đâu có gì luống uổng đâu, không có gì luống uổng mà thậm chí vui vẻ nữa. Còn nếu mà nói ô vậy hả, thôi để tôi chở chị tới bệnh viện rồi chị tự ngồi đó chị nói chuyện với bác sĩ, rồi tôi bận đi chơi, rồi cái mình về mình nói hận, mình nói trời đi chơi làm chi một chút rồi thấy kỳ quá, mình không có để tâm tới người bạn của mình, thấy không? Thành thử ra mình làm cái gì đôi khi mình thấy mình mất thời gian một chút, nhưng mình thấy cái điều đó nó đúng, nó phù hợp và mình đúng với cái con đạo làm người với nhau thì mình vui vẻ rồi. Thì chúc đại chúng năm mới được an lành và sẽ gặp lại quý vị kỳ sau. Ở nhà quý vị có học, có kỳ cách đây mấy năm mình có phát cái cuốn U Bà Tắc Giới Kinh đó, cái bìa xanh xanh đó, nhớ không? Kỳ sau quý vị nhớ mang cái cuốn đó lên, tại năm nay mình sẽ học cái cuốn đó. Quý vị đem cái cuốn đó theo, tại vì Pháp Hòa thấy rằng hình như phát ra rồi thì nó chỉ được nằm trong tủ thôi. Bây giờ Pháp Hòa phải để cho quý vị lôi cái cuốn đó ra trở lại. Nếu ai có cuốn đó ha, 23 tháng 1, 23 tháng này là mình thọ bát quan trai phải không? 23 tháng 1 mình thọ bát quan trai phải không? Thì cái ngày thọ bát quan trai đó mình sẽ bắt đầu học cái cuốn đó. Dạ, đại chúng nhớ mang theo. A Di Đà Phật. Nếu chúng ta thừa nương theo thế gian, thí dụ như chúng ta nói có hết 365 ngày thì chúng ta nói là một năm, rồi 24 giờ chúng ta gọi là một ngày, rồi ban đêm ban ngày, rồi thí dụ vậy, đó là mình nương theo thế gian mình nói. Thì tất cả những cái gì mình nương theo thế gian nói thì gọi là tục đế. Chữ tục là thế gian nè, thế gian pháp nè. Nhưng mà vượt Phật giáo có một cái giáo lý siêu hơn, vượt thoát những cái ý niệm đó thì gọi là chân đế. Nhưng mà bây giờ mình, cái người mà người ta thẩm thấu á, thì nó khác. Nhưng mà thế gian thì ai người ta cũng còn sống trong thế gian là tục đế. Ví dụ như người ta gặp mình, ta nói chúc anh mạnh khỏe, nhưng mà chắc gì mình khỏe mạnh không? Cái đó là lời chúc của người ta thôi, nhưng mà không chúc không được. Bởi vì thế gian mà gặp nhau thì không thể nào nói chúc anh bệnh tật hết á. Tục đế là mình gặp nhau là mình phải nói chúc anh mạnh khỏe. Nhưng mà tự thân mình hiểu câu đó là tục đế. Còn chân đế là sao? Trước sau gì mình cũng phải bệnh, mà thậm chí mình đang mang bệnh. Mình phải hiểu như vậy á thì chúng ta mới không có buồn, rồi chúng ta không có đổ thừa tại cái anh kia chúc tôi xui. Thường thường người ta cử lắm, ai mà có tang là không cho tới nhà, phải không? Theo cái lệ là mình đang có tang á, cha mẹ ông bà con quyến thuộc mất là mình không có được, mình không có được đi tới đi lui thăm viếng nhà người ta, vì lỡ người ta có chuyện người ta đổ thừa mình. Nhưng mà thiệt sự ra đâu phải là người ta để tang người ta tới mình xui đâu, bình thường không ai tới mình cũng xui như thường. Đó. Nhưng mà tại thế gian mình nó hễ mà bình thường đừng ai gì thôi, cái bắt đầu mình chấp nhận. Nhưng mà lỡ có người nào tới thăm nhà mình, bắt đầu mình điều tra. Như vừa rồi có một vị mới hỏi Pháp Hòa, chứ con có mang thai mà bây giờ con lỡ con hư thai vậy con tới thăm nhà người ta được không? Rồi thì không biết ở đâu mà lanh hoanh câu chuyện đó, thì có cái người chủ nhà lại phone lên Pháp Hòa nói, thầy con có người bạn mà người đó mới vừa hư thai, họ tới thăm nhà con được không? Thì thưa đại chúng là quý vị thấy nếu mà chúng ta gọi là kiên và cử đó thôi thì không biết bao nhiêu chuyện để kiên cử. Thí dụ như mình mua nhà đó,
mình sợ mua cái nhà mà đầu á thì lớn mà cái đuôi thì nhỏ, phải không? Cái đó người theo phong thủy ta gọi là đầu voi đít chuột, không tốt. Tại sao vậy? Vì quan niệm của người ta là nhà đó thà là cái đầu nó nhỏ mà cái đuôi nó phải to, tức là phía sau nhà nó phải lớn. Tại sao biết không? Một, người ta gọi là có hậu. Có hậu là gì? Có người kế thừa. Thứ hai là nhỏ mà nó hút hút vô nhiêu sao còn hết. Có gì đâu mà phải lo, mình hạ tiện nó còn nguyên. Đâu phải là cái nhà nó thật là to, ở phía sau, ở đằng trước nó nhỏ thì nhà nó mới dư đâu. Nhưng mà cái quan đó là cái, tại vì mình suy diễn như vậy, rồi mình luôn luôn mình đặt để nó như vậy. Cứ một người nói như vậy, hai người nói vậy, ngàn người nói vậy, triệu người nói vậy, cái nó thành ra gì? Thành ra cái phong tục, phải không? Tập thành ra cái tập quán, phong tục tập quán. Nhưng mà thưa đại chúng là cái đó, ví dụ như á, Đức Phật á, là cái người thầy mà dạy cho chúng ta hiểu cái pháp nào là pháp thế gian, cái pháp nào là pháp xuất thế gian. Xuất thế gian là gì? Là chúng ta vượt ngoài cái thế gian. Ví dụ như người ta để tang, ta để 3 năm. Ở Việt Nam là để 3 năm. Sao không để 4 năm, 10 năm, để 3 năm? Thì đặt ra câu chuyện đó là tại vì cha mẹ mang mình 9 tháng cư mang, 3 năm bồng ẩm. Tức là thường thường một đứa con nít á, để nó có đủ chút xíu hiểu biết, biết trường, biết lập, biết nói, biết cười là phải 3 tuổi. Cho nên người mẹ và người cha chịu cực khổ với con ít nhất phải 3 năm. Cho nên bây giờ mình trả hiếu cho cha mẹ bằng 3 năm tang chế. Chữ tang là gì? Là tang tóc, tức là mình có chuyện buồn. Mà chữ chế nghĩa là gì? Chế ngự. Trong 3 năm đó không được đi ăn tiệc, không được đãi tiệc, không được đãi mà cũng không được đi ăn, không được mặc quần áo lè loẹt. Thậm chí 49 ngày đầu người con trai không được hớt tóc, râu ria phải để, tóc tai phải để chi biết không? Nói lên sự buồn khổ của mình. Cho nên nó hỏi Việt Nam mà ông nào mà trước khi để tang đó nha, biểu phải đi hớt tóc hết, hớt cho gọn lên, để rồi 49 ngày sau không có hớt. Để ta, mà thậm chí khóc không cho chùi mũi. Biết tại sao không? Vì mũi mà nó chảy như vậy lòng thòng chỉ mới chứng tỏ mình đau khổ tột cùng. Mà thật sự là rất là đau khổ. Thử bây giờ hôm nào mình bị sổ mũi mà để cho nó chảy thử. Bình thường cũng khổ như thường, chứ đâu cần phải đợi tới cha mẹ chết mới khổ. Nhưng mà mình quan niệm như vậy. Mặc đồ tang là không được bẻ lai. Ai mai tang là không được bẻ lai, phải sổ cái lai, tức là chỉ được xé chứ không được cắt. Để cho chỉ nó tưa ra như vậy đó, để chứng tỏ cái sự gọi là buồn khổ, lam lũ cực nhọc của mình. Tất cả đều là cái pháp thế gian hết. Rồi bây giờ mình, mặc dù mình hiểu đạo lý là như vậy, mình hiểu đạo lý trong cái xuất thế gian là không có mấy cái chuyện đó. Cái phước mà có đủ á, thì không có ai làm gì được mình. Mình thiếu phước cho nên chuyện này chuyện kia nó mới đến. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như thế này. Quý vị muốn có tiền thì quý vị phải làm gì? Một là phải đi làm mới có tiền, buôn bán mới có tiền. Tức là phải làm cái gì mới có tiền. Mà có tiền rồi phải cất, phải giữ, phải xài khéo thì tiền nó mới có. Như vậy thì muốn có tiền thì phải từ tiền làm ra tiền nữa, tức là đầu tư làm ăn. Ở cái mặt phước, muốn có phước thì phải làm gì? Phải làm phước, chứ làm sao mà muốn có phước mà không làm phước được. Thành thử muốn có phước thì phải làm phước, muốn có tiền của thì phải giữ gìn, phải biết làm ăn. Muốn mình thông minh học giỏi thì phải chịu khó học hành. Cái nhân mình như thế nào thì cái quả nó mới tới như vậy. Chứ làm gì mà có cái chuyện là nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Làm gì có cái chuyện mà nhân, người ta thường nói là nhân bất học bất tri lý. Người mà không học là không biết đạo lý. Cho bây giờ mình đọc lại câu thứ hai, mình nói nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Có đó cũng đại quý mà quý của đảng. Đảng gì? Đảng trộm, đảng cắp, đảng chúa đảng, chứ không phải là những cái người mà
lãnh đạo. Cho nên mình muốn cái nhân, cái quả như thế nào, mình phải tạo cái nhân như vậy. Muốn có phước phải làm phước. Muốn mình tâm mình thanh tịnh thì phải thường xuyên niệm Phật tụng kinh. Mình đâu phải là bậc thánh hiền, là cái người xuất chúng mà ở ngay phàm trần mà không nhiễm. Mình là cái người dễ nhiễm. Cho nên mình phải tu theo ngày thần tú dạy mình. Phải coi cái thân này là cây bồ đề. Phải thấy cái tâm này là cái đài gương sáng. Phải thường xuyên chăm sóc. Ở đây mà có người nào mà không chăm sóc cái thân không? Không bao giờ có. Có thân là phải chăm sóc thân. Tại sao? Vì mình muốn khỏe. Nhưng mà cái người mình ta tu á, ta khỏe để ta tu, ta khỏe ta làm việc đạo, ta giúp người. Còn mình khỏe để đi ngồi đồng tức là đi nhậu, đi cờ bạc, đi gì đó. Cho nên mình nhớ, mình có cái thân mà không biết dụng thân thì mai mốt cái thân này nó hoại, uổng đi. Thí dụ bây giờ ở một vị nào hút thuốc ha, từ nhỏ cho đến 50 tuổi lá phổi tiêu. Mà khi mà cái phổi mà nó tiêu rồi, nó thôi giờ con bỏ hút thuốc. Bỏ thì đỡ vậy thôi chứ đâu có khỏe lại được nữa. Còn nếu cái người mà người ta tỉnh, ta hút được 30 năm, thôi thôi thôi, giờ bỏ đi để mà còn mấy chục năm còn lại cho nó khỏe một chút. Cho nên mình có thân, phải dụng cái thân cho nó đúng, thì cái phước về cái thân nó mới có. Cho nên thưa đại chúng, ví dụ mình tới mình tụng cầu an, nguyện cho con thân an, tâm lạc. Người mình sống là muốn thân thì khỏe, tâm thì vui. Mà bệnh tật có ngày thì sao thân an được? Mà thân mà bệnh thì tâm vui không? Tâm không thể vui. Bây giờ người đã muốn thân an tâm lạc thì phải làm gì? Phải có giữ giới. Tức là mỗi mà mình phải biết cái thật sự đó, thưa đại chúng, có nhiều vị sợ quy y lắm, nói thôi tôi không quy y đâu, giữ giới rồi mất tự do. Bởi vì giữ giới rồi, cái trong cái giới thứ năm nói không được uống rượu, hút thuốc gì đó, cái nó thôi mất tự do. Nhưng mà thiệt sự ra đó, mình giữ Phật có lợi hay mình có lợi? Mình chứ Phật có hưởng gì đâu. Phật biểu mình đừng có uống rượu là lợi cho cái thân mình. Phật biểu mình đừng hút thuốc thì lợi cho cái phổi mình. Mình đừng uống rượu thì lợi cho cái gan mình. Mà phổi mà gan mà lỡ rồi, cái tiền nó cũng lợi luôn, tại không có tốt. Nghe nói bây giờ một cây thuốc cả trăm đô. Phải không? À, 120 rồi, phải không? Thành thử là mình chỉ cần rà chút cái mấy người ta biết giá ta nói luôn. Mọi người nào mà nói giá chính xác là người đó đang á. Cho thưa đại chúng là ngài thần tú dạy mình phải xem thân này là cây bồ đề. Bởi vì cái cây á, thì mình phải tưới, mình phải vun bón thì cái cây nó mới tốt được. Thân thị bồ đề thọ, tức là thân là cây bồ đề. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài. Tâm mình giống như cái đài gương sáng, cái kiến trong sạch vậy đó. Thời thời thường phất thức, tức là mỗi lúc phải thường xuyên lau chùi nó. Vật sử nhã trần ai, đừng để nó dính bụi. Tại sao mỗi ngày mình biết đánh răng, mình rửa mặt, mình tắm rửa? Là vì mình biết thân này nó một ngày làm việc thì tạp dơ nó trụ ở đây. Cho nên phải lấy nước gì? Rửa sạch, xà bông, rồi kỳ cọ cho nó sạch. Mỗi ngày mình làm sạch thân, nghĩa là mình chăm sóc thân rồi chứ gì nữa. Vậy mà mình chỉ chăm sóc bên ngoài cái thân thôi, mình chưa chịu khó chăm sóc cái bên trong cái thân. Mà chính cái system ở bên trong đó, nó mới giữ con người mình sống. Tim gan phèo phổi lá lách ruột già ruột non, trong đó mà một thứ nào mà nó tiêu thì mình cũng sắp tiêu theo. Cho nên tại sao mình không quán chiếu? Mình không quán chiếu là mình chỉ mới tắm rửa có bên ngoài mà mình không có tắm rửa bên trong. Nó dạ con cũng rửa dữ lắm chứ, con rửa bằng XOX. Con rửa gan rửa phổi con bằng cái đó. Con thanh lọc lá phổi con bằng một điếu rồi hai điếu rồi ba điếu. Điếu hạ rộng, điếu động quang. Ở Việt Nam mình mà cái quan tài mà ta để trên cái nguyệt á, thấy không? Hạ rộng tức là để xuống mộ. Động quang là nhấc cái quan tài lên. Lúc mà cái giờ cái đúng cái lúc mà đụng vô cái quan tài, dời cái quan đó đi, ta kêu là di quan hay là động quan.
Còn hạ rộng có nghĩa là để xuống mộ. Mình bây giờ cái điếu kia mà nó sắp tàn, cái mình mở cái hộp thuốc ra mình kéo cái điếu ra, cái điếu kia nó vừa hạ nguyệt, cái điếu này nó động quang, cho là kéo điếu ra. Cho nên ta hay nói vậy đó, điếu hạ rộng, điếu động quang. Mà cứ như vậy hoài thì lá phổi mình sao nó khỏe được. Cho nên thưa đại chúng, mình có giữ giới là lợi cho mình chứ không có lợi cho Phật. Mà Phật thương mình, Phật thấy rõ cái quả, cho nên Phật nói đừng có làm cái nhân. Còn mình á, là cứ tạo nhân đến khi quả bắt đầu mới hết hồn. Mà lúc đó hồn hết rồi còn gì nữa đâu mà hết. Nó hết từ ngay mình đã quên lãng rồi. Cho nên chúng sanh mình là sống theo cái hay quên, quên cái sự thật. Thì Phật là người giác, là người tỉnh, chỉ cho mình biết cái gì là thật. Cho nên Phật nhắc tổ ngày thần tú mới dạy mình cái pháp tu căn bản. Mà thật sự mà nó rất là thiết thực. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng. Quý anh chị nào mà ở đây mà bắt đầu bước qua cái tuổi 40 á, là quý anh chị sẽ thấy cái sức khỏe mình nó thay đổi hẳn. Đừng có nói tới 50 nữa. Mình bước qua cái tuổi 40 thôi là cơ thể mình nó thay đổi, mình biết rõ. Pháp Hòa đó là bác sĩ, ông cứ la hoài, vừa lao lực mà lao tâm. Có những đêm mà mình nằm mình ngủ không được, mà cái cơ thể mình nó biến chuyển như thế nào Pháp Hòa cảm nhận được hết. Là mình biết rõ ràng rồi. Cho nên lúc mình nằm như vậy mình quán chiếu, mình mới thấy rằng Đức Phật là cái bậc có tuệ giác lớn. Thấy rõ, Phật thấy rõ mọi cái nhân để Phật chỉ cho mình. Cho nên mình tập ăn chay cũng là một cái tốt. Tại vì mình ăn chay, mình ăn những cái món hiền lành, giảm thiểu cái chất độc. Mà nhất là cái xã hội thời buổi bây giờ đó, quý vị biết không, độc hại vô cùng. Thịt toàn là những cái hóa chất. Thức ăn á, mình đi về những cái nước nghèo, mình không biết giờ mình ăn cái gì thiệt, cái gì giả. Bởi vì cái gì họ cũng để hóa chất vô được hết. Riết rồi mình không biết làm sao. Đúng không? Cho nên mà đã hóa chất như vậy mà chúng ta còn thả vàng mà chúng ta thọ dụng nữa thì cái thân này nó dễ hoại. Mà nó hoại rồi thì mình đâu làm được gì nữa đâu. Cho nên á, ở trên hiện tượng mặt thế gian thì chúng ta gọi là thế gian pháp, đó là chúng ta thấy có ngày giờ năm tháng chúc tụng cho nhau câu lành câu thiện gì đó. Nhưng mà trên cái đạo lý xuất thế gian, cái chân đế, chúng ta phải hiểu một điều rằng có thân là phải có già, có bệnh, có chết. Hồi xưa có một vị Phật tử tới chùa, nói thầy ơi, Tết nhất tới nơi, xin thầy cho con một cái câu đối đỏ để con dán cửa nhà con ăn Tết cho nó vui. Thầy lấy cái giấy đỏ ra, thầy ghi mấy câu. Thường thường người ta hay để mấy câu đối trước cửa đó, ví dụ như là thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ vậy, không xưng đáo càng khôn phúc mãn đường, mấy câu đối vậy đó, mấy câu cho hay, tấn tài tấn lộc tấn bình an gì đó. Ông thầy ông để, ông cố chết, ông nội chết, ông ba chết, bên này ông đối lại, con chết, cháu chết, chắc chết. Ông thì cái người này mới nói, trời đất ơi, thầy con xin thầy câu đối gì mà cho nó vui vẻ, nó hạnh phúc, chứ thầy cho câu gì mà nghe thấy chết không ớn quá. Ông nói, đạo hữu đọc cho kỹ coi, chết có thứ tự là hạnh phúc lắm. Ông cố chết rồi mới tới ông nội chết, ông nội chết rồi mới tới ông ba chết, không rồi mới tới con chết, tới cháu chết, chắc chết. Chứ nhiều khi ở đời này có nhiều khi ông cố đưa cháu cố đi chôn sao. Tức là chết mà có thứ tự là hạnh phúc. Ngài chỉ muốn khai thị chúng ta rằng cái lẽ thật ở đời này là có sự chuyển biến. Thế gian có già, có bệnh, có chết, có thành, có trụ, rồi có vinh, có nhục. Có những lúc mình thịnh, có những lúc mình suy. Hiểu đạo lý như vậy thì tâm mình nó bình. Ví dụ một ngày nào đó mà quý vị đi khám bác sĩ, bác sĩ nói là phổi mình hư, gan mình tiêu rồi nha, thử, trời ơi, tại sao tôi còn trẻ mà như thế này. Hãy ngồi nhìn lại coi mấy chục năm qua mình đã dùng cái gì để đi thẳng vô phổi, đi thẳng vô gan. Thì tự nhiên mình hết trách ai à, phải không? Hồi xưa thì mình trách ông ở trển, nhưng mà riết mình không có trách nữa, mình nói sao,
có người mà cũng có ta. Mình không còn trách ai nữa, mà mình mà không có thì làm sao? Cho nên á, tại sao trong chùa mình để nè chuông mỏ sao lúc nào cũng hai hai vậy đó, hay là lúng và cúng cho người chết á, thắp rót trà xong biểu lại hai lại, rồi sao không lại ba lại, không lại bốn lại năm lại mà lại có hai lại thôi? Thì hai cái lại đó là tượng trưng cho gì? Tục đế và chân đế. Tục đế là sao? Sống thì ăn uống, cho nên chết rồi cũng mượn cái hình thức ăn uống để cúng tục đế. Nhưng mà chân đế là trong khi anh rót ly trà đó, tôi nói đạo lý cho anh nghe. Đạo lý gì? Ví dụ mình đọc lên một câu: than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân, đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Chò mình ngồi đó mình nghe mình thấm, đúng rồi, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Tôi cũng hát hoài cái bài em ơi có bao lâu. Vậy mà tôi ca hoài câu đó mà tôi chẳng thấm gì hết đó. Khi mà con mình sanh nó ra đó, mình lúc đó mình 30 tuổi. Mà khi nó thành 20 tuổi mình mừng, nhưng mà lúc đó mình nhiêu rồi? 50 tuổi. Thành đấy chuyện bình thường thôi. Ngày em 20 tuổi tôi mới còn đôi mươi gì đó. Chuyện đó chân lý nó nói trong đó, mà tại mình không chịu thấm thôi chứ. Khi mà con mình nó, khi mình có con lúc mình 30, mà khi mà nó 20 tuổi thì chừng đó mình cũng đã 50 rồi. Cho nên nãy con mình lớn, mình nhìn nó mình vui mừng, nhưng mình cũng đừng quên rằng tuổi mình bắt đầu cũng đã chồng chất. Mà tuổi chồng chất thì cái đạo lý mình nó phải thâm sâu, không thể sống thờ ơ theo lúc mình còn trẻ được. Chứ bây giờ mình ngồi đây, tất cả quý anh chị, quý hàng quý bác thì không dám, vì quý bác là đã có một cái chiều dày trong cuộc sống rồi, kinh nghiệm tràn trề. Nhưng mà cỡ Pháp Hòa, mấy anh chị ngồi đây, thì cái điều Pháp Hòa muốn thưa chia sẻ với quý anh chị là mình đã đến lúc phải suy nghĩ lại. Thôi chơi nhiêu đủ rồi, thấy không? Mình hồi xưa mình đã chịu chơi. Bây giờ mình gì biết không? Chơi chịu thôi. Ai mà mời mình nói thôi cho tôi thiếu đi, chứ người ta mời 5 chầu mà đủ 5 chầu là mình cũng sắp đi chầu. Chầu nào cũng có mình hết, mình đi chầu sớm. Cho nên đã đến lúc mình cũng phải dừng lại bớt. Mình dừng lại bớt để mình làm gì? Mình chăm sóc nó một chút. Thí dụ như hôm nào mình thấy lúc này sao mình ho nhiều quá, lá phổi nó báo với mình rồi đó, nó biểu tình rồi đó. Hôm nào mình cảm thấy, hôm nào mình ăn no, ăn vừa xong bắt đầu mình mệt mỏi, mình muốn đi nằm, gan yếu rồi đó. Những cái đó nó biểu, nó nói cho mình hết rồi, nó lên tiếng với mình hết rồi. Lâu nay là mình abuse nó. Abuse tiếng Việt dịch là gì? Mình hành khổ nó. Bây giờ mình tới hồi mà nó chịu không được nữa đó, nó báo cho mình biết. Cho nên đó, khi mà mắt mình bắt đầu mờ là nó báo cho mình biết. Nói báo là nói nhẹ nhàng, chứ nói nó biểu tình. Bây giờ nó ì lì ra đó, đó nó làm cho mình hết siêu quá. Cho nên một năm mình gặp nhau có vài lần, đâu có dám gọi là nói kinh nói pháp gì, nhắc nhở với nhau. Đặc biệt là các anh chị mà hàng 40 cỡ Pháp Hòa đi lên rồi, thì mình biết rằng nếu như mình đã sống những cái thời gian mình ăn chơi, mình vui vẻ tốt cũng sao, nhưng mà thôi, bây giờ mình cũng phải bớt đi, mình lo những cái việc khác. Là mình làm sao mình chăm sóc cái thân này, không phải để mình bồi dưỡng nó, mà để tiếng Anh nó kêu là để last longer. Để nó duy trì chút xíu, để mình bắt đầu mình làm cái gì mình cho lợi đời lợi người, để nó không có phí. Để nó không có phí. Thí dụ như cái hoa này, nếu mà mình cắt nó ra, mình trưng nó, mục đích của nó là làm đẹp cho một cái khung cảnh nào đó, rồi
hai tuần lễ sau mình bỏ nó vào sọt rác, nó vui vẻ như thường là bởi vì nó đã hành được một cái việc của nó, là nó làm đẹp cho một khoảng thời gian nào đó ở một nơi chốn nào đó, rồi nó viên mãn. Mình cũng vậy, mình là những người khách lữ hành đến đây mà, tạm đây thôi, mấy mươi năm rồi mình phải từ giả. Đây là một quán trọ, mình là một lữ khách, phải không? Mình là một lữ khách, mình chỉ tạm ở đây thôi, gia đình mình, cái nhà của mình không phải ở đây, cho nên trước sau gì mình cũng phải từ giả ở nơi này mình đi. Nhưng mà trong thời gian mình còn ngồi chung một chuyến tàu với nhau, mình hãy làm gì cho nhau để rỡ ai bước xuống trước á, thì nó trời, tôi nhớ cái anh đó ghê, ảnh xuống trước rồi, coi chúc cho ảnh về nhà an toàn. Mình sống làm sao mà mình bước xuống xe nó trời ơi, nãy giờ tôi trông nó đi quá mà nó không đi. Mình chung một chuyến tàu mà, phải không? Rồi hãy tới trạm của người nào thì người đó xuống, mình đâu biết trạm nào của mình, không ai biết trạm của mình hết. Nhưng mà nếu mà mình không có hiểu được cái chỗ đó mà mình sống mình thả vàng đó, thì uổng lắm, nó phí đi. Cho nên với cái nhìn xuất thế gian thì mình phải hiểu như vậy, để rồi trong cái phạm trù thế gian chúng ta sống cho nó tốt. Không phải rồi chúng ta nói một câu lành với nhau rồi cái là người ta lành đâu. Nhưng mà trên thế gian là mình nói lời lành vẫn hơn là mình nói lời bất lành. Cho nên Tết nhất phải chúc nhau. Tại sao bình thường không chúc, đợi Tết mới chúc? Vì đó là một cái khởi điểm để chúng ta bắt đầu một năm mới. Chứ nếu mà với cái nhìn của Phật á, với Phật học á, ngày nào cũng là ngày Tết. Tại vì sáng mở mắt ra còn sống được là ngày đó vui như Tết. Mình còn làm được việc lành, việc thiện là vui như Tết. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa ngày nào mà Pháp Hòa sống một ngày đó mà Pháp Hòa làm được một cái gì đó thì Pháp Hòa cảm thấy vui, là vì ngày đó mình không có phí. Mà hễ bữa nào mà cứ lòng vòng mà cuối cùng chẳng cái gì nó xong được một việc, trời, Pháp Hòa uống tiếp một ngày đó ghê vậy. Tại vì mình thấy rằng mỗi ngày mình sống, mình ráng mình làm cái việc gì cho nó có lợi. Thì thôi hôm nay mình sắp xếp được cái khoảng thời gian này để về gặp nhau, để cùng nhau tụng một thời kinh, ôn lại lời Phật dạy như nãy giờ quý vị nghe không? Những lời trong đó rất là thiết thực, rất là thiết thực. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, vân vân. Thì mình đọc những cái lời đó mình ôn để mình nhắc nhở mình. Ủa, mình sống tới giờ này mình đền gì được cho cha cho mẹ? Mình có làm giảm thiểu đi cái buồn khổ lo lắng của cha mẹ chưa? Nếu chưa thì đã đến lúc mình phải làm việc đó. Cho nên ngày nào cũng phải lại ơn cha mẹ. Cái người mà người ta sống vô ơn á thì nó khác ạ. Sống vô ơn thì thôi, muốn sống làm sao sống, sống bất cần. Còn người mình biết nhận ra cái ơn thì nguyện sống hết lòng. Vì xung quanh mình biết bao nhiêu người người ta gia ơn cho mình. Là như hôm nay đi, ví dụ như bữa nay mà có một hai anh mà nói thôi tôi không đi đâu, tôi ở nhà, thì Pháp Hòa phải lái xe. Mà Pháp Hòa lái xe thì Pháp Hòa sẽ mệt lắm. Tại vì mình thiếu ngủ, mình việc nhiều, mà mình lái xe mình mệt lắm. Con anh tình nguyện thôi để tôi lái giùm cho, cái mình được nghỉ ngơi. Đó, nhiều đó thôi, cái mình tới nơi an toàn, cái mình nhớ cái ơn người lái xe. Hồi nhỏ mình đi học, quý vị thấy không? Uống một bát nước nhớ người đào ao, ăn một cây đào nhớ người trồng trọt gì đó, mình ăn ốc thì nhớ người đi mò, đi đò nhớ người chèo trống, nằm võng thì nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Mình nhớ cái ơn vậy, cho nên ngày nào không có giây phút nào mình sống mà không nhận ơn của người khác. Mà chính mình thấy mình nhận ơn của người khác trong từng giây từng phút như vậy, thì mình phải làm gì? Sống đền ơn từng giây từng phút, không lãng phí. Mà được như vậy thì bất cứ lúc nào mình đi, mình không có gì buồn hết. Mà trong kinh nói vậy đó, như củi hết lửa tắt, mình làm hết tất cả những cái gì mình cần làm. Nhân cái ngày đầu năm này thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng những cái ý của Phật, để rồi chúng ta nhận đó làm cái bài học nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cầu nguyện cho đại chúng cùng gia đình sở nguyện viên thành an vui hạnh phúc.
cha. Thưa đại chúng, đây là cũng đây là cái phong tục thế gian này. À, đây là gì? Tục gì? Tục đế, thế gian đế. Tức là mình có một cái lì xì gọi là lợi thị. Nguyên thủy của chữ của nó là lợi thị, tức là mình tặng cho nhau cái điều lợi. Thì trong này có một câu thơ để nhắc nhở mình. Rồi mình nếu mình bắt nhầm cái câu nào thì mình nhớ là mình, một là khen mình, vừa khen mà vừa nhắc nhở mình sống thêm đúng với cái đạo lý của nó nữa. Rồi trong này có một cái dây để mình đeo tai. Dây này gọi là dây cát tường, dây ngũ sắc năm màu. Pháp Hòa ví dụ một câu Pháp Hòa vừa lấy ra đây: phương đông rạng ánh nắng vàng, lá xanh tươi đẹp, bình an cửa nhà. Đừng buồn những chuyện đã qua, Thích Ca thờ phụng Di Đà niệm luôn. Tại sao nói phương đông? Phương đông là phương gì? Nơi mặt trời mọc, tượng trưng cho đầu của một ngày, tượng trưng cho ánh sáng, tượng trưng cho bình an. Cho nên phương đông rạng ánh nắng vàng. Mà nắng vàng mà nó soi thì cái gì nó mọi nảy mầm nó xanh lá. Cây cối nảy mầm xanh lá cũng như thế. Có ánh sáng của tuệ giác, có ánh sáng của ý thức, ánh sáng chánh niệm mà rọi lại thì cuộc sống mình sẽ có ý vị hơn. Lá xanh tươi đẹp, bình an cửa nhà. Nhà mình không bình an là bởi vì mình không có ánh sáng tuệ giác mình rọi vào. Chồng không hiểu vợ, vợ không hiểu chồng, mà không hiểu nhau thì làm sao sống hạnh phúc được. Ngày hôm qua Pháp Hòa làm đám cưới cho một cặp, chồng người Canada, vợ người Jamaica. Thì cái bà má của chú rể bà mới tới, bà nói Pháp Hòa, bà nói tôi á, bây giờ tôi có dâu Philippines, dâu Jamaica, dâu người 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 da đỏ. Nhà tôi bây giờ là international, quốc tế. Thì trong cái bài mà chia sẻ, bài là bài nhắc nhở cho anh chị đám cưới ngày hôm đó, Pháp Hòa mới nói mình mỗi người mỗi góc mỗi phương trời, đâu có ai mà mình lại đồng ý mình về chung với nhau. Bây giờ họ quen nhau 8 năm 10 năm, họ nói họ hiểu nhau, hiểu mới có một phần thôi, về sống chung tật nó mới lòi ra. Lúc mới quen không có biết cái tật, nghe không? Mới quen biết bệnh thôi. Bệnh là bệnh có thuốc. Bắt đầu về nhà tật nó mới lòi. Tật nó lòi mình mới tá quả tâm tinh. Nói trời ơi tôi đâu biết ông có cái tật này. Nói dạ anh có mà anh giấu. Rồi bắt đầu thì người kia cũng trách, mà hãy móc ra mới có chuyện để trách, cho nên kêu trách móc. Không móc sao trách được. Cho nên mình lá xanh tươi đẹp, bình an cửa nhà, sống mà có chánh niệm rọi vào. Tại sao gia đình mình bây giờ như vậy? Thì mình sẽ không có trách nhau nữa. Mà bây giờ cái vấn đề là phải làm sao giúp cho nhau thay đổi chuyển hóa, chứ không có đem cái quá khứ ra nói nữa. Bây giờ ví dụ nó trời ơi tại sao cái hoa này nó héo, cứ ngồi nói hoài. Tốt nhất là đem nó ngâm trong nước đi, lát nó tỉnh lại chứ gì đâu mà ở đó cứ nói tại sao, phải không? Đừng buồn những chuyện đã qua, không có trách móc chuyện đó đã rồi, bây giờ vấn đề là làm sao giải quyết. Thì Thích Ca, Di Đà là hai vị Phật gần với mình nhất. Thờ thì thờ Phật Thích Ca, mà niệm thì niệm Phật Di Đà. Di Đà là sự thanh tịnh, Thích Ca là sự tinh tấn siêng năng. Mình có siêng năng thì tự nhiên nó tịnh. Siêng năng lau chùi như tổ tổ gì? Tổ thần tú vậy đó, thấy không? Tâm mình là đài gương sáng, phải lau chùi bằng cách nào? Phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ngồi thiền, phải làm gì đó một chút mỗi ngày, 5 phút thôi. 5 phút thôi không nhiều đâu. Rồi quen dần rồi tăng lên 10 phút. Làm sao mỗi ngày mình Nam Mô Di Đà Phật, cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, có đứng trước Phật, có đọc cái lời kinh thì mình mới thanh lọc từ từ. Bây giờ làm biến quá, lấy cái khăn quẹt một cái, mà ngày nào cũng quẹt, quẹt riết thế nào nó cũng phải sạch. Quý vị để ý mấy cái tượng đồng ở mấy cái nơi thánh tích được rồi.
người ta tới đây chị về thôi, ta già giờ về cái ta vuốt đầu vậy này. Vậy đó mà triệu người, triệu triệu người tới viết cái từ một cái cục đồng đen mà ra một cục đồng vàng. Ở bên Nga Mi Sơn ở Trung Quốc có cái chùa tên là chùa ở núi Phổ Hiền, là núi của ngài, núi Nga Mi có một cái tượng của ngài Phổ Hiền lớn lắm. Ngài ngồi á, cái tượng voi của ngài không là mình đứng tới đầu mình á, thầy thử cái mình đi ngang là cái mông của con voi nó ngang mặt mình vậy đó. Ngài ngồi tuốt trên á. Ôi cha thiên hạ cứ lễ ngài xong rồi cái điên vòng cái lại rờ mông con voi. Mà quý vị biết con voi làm bằng một khối đồng đặc mà sơn phớt rồi lên đẹp lắm, vậy mà con cái mông của con voi nó bóng lưỡng một khối vàng. Phóng quà đi ngang và mới chỉ mà nói nè, thấy không, dù cho mình sơn phết cỡ nào đi nữa mà cứ ngày một người đi ngang quẹt nó một cái riết nó cũng bóng loáng như vậy. Con người mình cũng vậy, cái tâm của mình cũng vậy. Cứ việc để tâm chùi ngày 5 phút, 5 phút, 5 phút làm riết thế nào nó cũng thuận. Quý vị karaoke, kara là có người ok chứ đâu có ai ca vô ok đâu. Kara là ok. Mà tại sao mình để thời gian mình karaoke mà mình không có ca kinh ok? Tụng kinh 5 phút. Cứ một ngày 5 phút thôi, từ từ rồi tâm mình sẽ thuận. 24 giờ mà có 5 phút tu thì đâu có thấm gì. Nhưng mà gọi thầy không thấm gì là bỏ luôn là không được. Cuối cùng Phật nói một câu: đừng khinh điều ác nhỏ mà cứ làm, ác nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành ác lớn. Đừng khinh một, đừng bỏ rơi một điều thiện nhỏ mà không làm, vì điều thiện nhỏ cứ làm lâu ngày thành cái thiện lớn. Phải không? Một câu niệm Phật gieo riết trong lòng thế nào mình cũng sẽ thuần thục. Và chúc đại chúng sớm thuần thục bởi cái sự tu hành của chúng ta. Bây giờ trước khi chúng ta giải tán, quý vị dùng cơm. Người Việt Nam mình gặp nhau là phải ăn cái đó. Ăn dỗ, ăn Tết, ăn đủ thứ ăn hết. Pháp Hòa xin gửi cho quý vị một cái lọc Phật lấy ý, gọi là chúc nguyện cho nhau trong năm mới. A Di Đà Phật. Rồi quý vị đứng trước mình là thỉnh cái mình lùi mình cho vị khác lên nha. Yeah.